Vang vọng thành phố Hồ Chí Minh xin phép kính chào quý vị và các bác. Hôm nay thì sẽ mang tới giới thiệu cùng các bác đó là một cái sản phẩm đồng hồ phải nói rằng rất là nhiều bác ưa chuộng luôn. Mặc dù chỉ là một chiếc đồng hồ Odomei 8 thôi, nhưng mà cái điều đặc biệt ở chiếc đồng hồ này em xin được phép đọc tên luôn. Đây là một chiếc đồng hồ Odo 57 8 gông, 8 búa và được trang bị bộ máy Nestso các bác nhé. Các bác cũng biết rồi, chuông của đồng hồ Odo thường rất là hay. Thế nhưng mà đối với những cái chiếc đồng hồ Odo 57 có bộ máy Nestso này thì có thể nói rằng cái tiếng chuông nó còn tròn trịa hơn nữa. Từng cái tiếng búa đánh ra sẽ cho chúng ta cái độ ngân và rõ nét của từng nốt nhạc luôn. Rất là hay các bác nhá. Đó là đặc điểm của những chiếc đồng hồ Odo 57 Nestso này. Và đó cũng là cái lý do mà các bác sưu tầm rất là nhiều, nhưng mà rất là ít khi xuất hiện để các bác có thể vào sở hữu. Chiếc đồng hồ này thì em có dán mã số ở đây rồi, 2990. Các bác quan tâm có thể trực tiếp gọi điện tới đồng hồ Vang Vọng và đọc cái mã số này giúp em nhá. Sản phẩm này thì hiện tại đang được treo và trưng bày trực tiếp tại cơ sở 2 thuộc thành phố Hồ Chí Minh của đồng hồ Vang Vọng. Rồi, sau đây thì xin phép mời các bác cùng đi qua một lượt toàn bộ tổng thể của chiếc đồng hồ này. Thuộc đời máy 24 và đời tên gọi là đời 57, chiếc đồng hồ này có cho chúng ta là một cái kiểu dáng thùng bè, đúng không ạ? Một cái dáng thùng bè cho chúng ta cái cảm giác khi treo và khi nhìn rất là bề thế. Thêm vào đó thì toàn bộ mặt cánh của chiếc đồng hồ các bác có thể thấy được cái sự đối xứng của các cái phần vân gỗ rất là đồng đều và đẹp. Đó, từng cái đường nét vân các bác có thể nhìn thấy nhá, rất là tự nhiên, đúng không ạ? Một dáng thùng xưa nhưng mà các cái vân cỗ còn rất đẹp, màu sắc còn cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta sẽ có hai cái chi tiết chạm trổ, đó là các cái chùm quả. Chính xác thì đây sẽ là chùm nho nhá, hai chùm nho ở hai bên cánh. Những cái chùm nho là một cái biểu tượng rất là quen thuộc của Pháp, đúng không ạ? Những cái chai vang Pháp làm từ nho chẳng hạn. Đó, những chiếc lá rồi những cái chùm quả đặt đối xứng đồng đều hai bên. Và nó đặt sát ở phần cái mặt số trung tâm của chúng ta luôn, càng làm bộ mặt số chúng ta sẽ nổi bật hơn. Đây thì chúng ta sẽ có một mặt bát giác nằm. Mặt bát giác nằm thì sẽ thấy nhiều ở trên những chiếc thùng bè như thế này. Và chúng ta có thể thấy được cái độ đẹp của bộ mặt số này cũng còn rất cao các bác nhé. Đó, phía dưới số 6 của những cái bộ mặt số sẽ có một dòng chữ này Made in France, một chiếc đồng hồ tới từ Pháp. Có đầy đủ các khuyên code cho chúng ta bảo vệ bộ mặt số khi sử dụng. Đó, một bộ mặt số rất là dễ nhìn và hiển thị thời gian cực kỳ là chuẩn xác rồi. Chúng ta sẽ có một phần tay cầm, một phần tay nắm. Đó, gần như là một cái chi tiết trang trí là chính thôi ở phần cánh thùng. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một phần kính dưới được tráng gương, toàn bộ phần viền kính được tráng gương. Và tô điểm thêm các cái họa tiết cũng được tráng gương đồng thời đây, các bác có thể nhìn. Đó, tráng gương xung quanh và phần trung tâm của mặt kính thì luôn luôn là sẽ được để trong nhé. Để trong để chúng ta có thể nhìn được cái phần quả lắc chuyển động ở phía bên trong. Một phần mặt lắc cũng cực kỳ là sáng rồi. Đằng sau em có rất là nhiều cái sản phẩm đồng hồ khác của đồng hồ Vang Vọng, các bác có thể thấy rõ, được không ạ? Đi ra xa tổng thể để các bác nhìn lại một lần nữa. Sau đó thì em sẽ mở phần cánh ra để mời các bác xem phía bên trong chiếc đồng hồ sẽ có gì. Rồi, sau đây thì mời các bác xem bên trong chiếc đồng hồ. Đó, mở phần cánh ra. Khi mà các bác thực sự tế được chạm vào chiếc đồng hồ này và mở cánh ra thì các bác sẽ có thể ngửi được một cái hương gỗ nhá, một cái mùi hương gỗ rất là thơm. Rồi, tiếp theo đó thì các cái phần phụ kiện phía trong đồng hồ chúng ta sẽ có đầy đủ như là phần đây là phần tay cót. Đó, đây là phần khóa gông. Hai bên thì sẽ có các cái dây phụ kiện khóa vồ, đó ở cả hai phía. Mặt lắc nhìn trực diện rất đẹp. Bộ gông của chiếc đồng hồ này như em đã giới thiệu thì đây sẽ là một chiếc đồng hồ máy 8 với 8 gông, 8 búa. Đó, các bác có thể thấy rõ nhá, hai bên hai hàng gông, mỗi bên 4 thanh, đầu vồ vuông, đúng không ạ? Máy vát vồ vuông là đời 57 rồi, đây máy vát đây. Các bác có thể thấy rõ nhá, máy vát ở phần bách đây, máy vát và vồ vuông. Còn cơ chế Nestso thì chiếc đồng hồ này em sẽ chụp ảnh máy và gửi cho trực tiếp những cái bác nào quan tâm. Đó, các bác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp tới em nhé. Em sẽ chụp ảnh lại tất cả mọi chi tiết và gửi qua các bác để các bác xem một cách kỹ lưỡng nhất. Còn sau đây thì mời các bác cùng thưởng thức âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ Odo 57 này. Thank you.
một phần âm thanh chuẩn của từ Odo chị ạ. Và những tiếng chuông phát ra rất hay, độ ngân nga có đời năm bảy máy nét so luôn. Rồi, các bác muốn sở hữu chiếc đồng hồ này hoặc là muốn đến chiêm ngắm chiếc đồng hồ thì có thể đến trực tiếp cơ sở 2 của đồng hồ Vang Vọng, được đặt tại tầng 2, số nhà B8 thuộc khu tập thể Bộ Công an, ở ngõ 52 đường số 3 Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Các bác cũng có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0912 011928 và sẽ nhận được cái sự tư vấn từ bên đồng hồ Vang Vọng chúng em. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.